Sau đó, khi đã chứng đạt quả vị A-la-hán, Đại Đức Sô-na đã khởi ý điều này. Hay là ta nên công bố sự chứng ngộ này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn? Khi ấy, Đại Đức Sô-na đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sô-na đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, vị tỳ khưu nào là bậc a la hán có các lậu hoặc đã diệt tận đạt đến hoàn thiện việc cần làm đã làm gánh nặng đã được đặt xuống mục đích của bản thân đã đạt được sự ràng buộc và việc tái sanh đã được phá hủy đã được giải thoát nhờ vào trí tuệ chân chánh vị ấy đã thành tựu sáu sự việc vị ấy đã thành tựu sự từ bỏ vị ấy đã thành tựu sự tĩnh lặng vị ấy đã thành tựu sự không còn hãm hại vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của chấp thủ vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của ái dục vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê bạch ngài ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vậy không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự từ bỏ chỉ hoàn toàn nhờ vào đức tin Bạch Ngài, điều ấy không thể được xem xét như thế. Bạch Ngài, vì tỳ khưu có lậu hoặc đã được diệt tận, đạt đến hoàn thiện. Việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân hoặc quán xét đến sự tích lũy của việc đã làm. Nhờ vào sự hoại diệt của tham ái và bản thân không còn tham ái mà vị ấy đã thành tựu sự từ bỏ nhờ vào sự hoại diệt của sân hận và bản thân không còn sân hận mà vị ấy đã thành tựu sự từ bỏ nhờ vào sự hoại diệt của si mê và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự từ bỏ bạch ngài ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vậy không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự tĩnh lặng trong khi còn thèm muốn lợi lộc vinh quang và danh vọng bạch ngài điều ấy không thể được xem xét như thế bạch ngài vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được diệt tận đạt đến hoàn thiện việc cần làm đã làm xong không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân hoặc quán xét đến sự tích lũy của việc đã làm nhờ vào sự hoại diệt của tham ái và bản thân không còn tham ái mà vị ấy đã thành tựu sự tĩnh lặng nhờ vào sự hoại diệt của sân hận và bản thân không còn sân hận mà vị ấy đã thành tựu sự tĩnh lặng nhờ vào sự hoại diệt của si mê và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự tĩnh lặng bạch ngài ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vậy không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự không còn hãm hại trong khi quay về lại với giới cấm và tập quán từ bản chất. Bạch Ngài, điều ấy không thể được xem xét như thế. Bạch Ngài, vị Tỳ Khưu có lậu hoặc đã được diệt tận, đạt đến hoàn thiện, việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân hoặc quán xét đến sự tích lũy của việc đã làm. Nhờ vào sự hoại diệt của tham ái và bản thân không còn tham ái, mà vị ấy đã thành tựu sự không còn hãm hại. Nhờ vào sự hoại diệt của sân hận và bản thân không còn sân hận, mà vị ấy đã thành tựu sự không còn hãm hại. Nhờ vào sự hoại diệt của si mê và bản thân không còn si mê, mà vị ấy đã thành tựu sự không còn hãm hại. Nhờ vào sự hoại diệt của tham ái và bản thân không còn tham ái, mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của chấp thủ. Nhờ vào sự hoại diệt của sân hận và bản thân không còn sân hận, mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của chấp thủ. Nhờ vào sự hoại diệt của si mê và bản thân không còn si mê, mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của chấp thủ. Nhờ vào sự hoại diệt của tham ái và bản thân không còn tham ái, mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của ái dục. Nhờ vào sự hoại diệt của sân hận và bản thân không còn sân hận, mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của ái dục. Nhờ vào sự hoại diệt của si mê và bản thân không còn si mê, mà vị ấy đã thành tựu sự hoại diệt của ái dục. Nhờ vào sự hoại diệt của tham ái và bản thân không còn tham ái mà vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê nhờ vào sự hoại diệt của sân hận và bản thân không còn sân hận mà vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê nhờ vào sự hoại diệt của si mê và bản thân không còn si mê mà vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê bạch ngài đối với vị tỳ khưu có tâm đã được hoàn toàn giải thoát nếu các hình dáng cảnh sắc được nhận biết bởi mắt dầu cho nổi bật đi vào nhãn giới cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn bền vững đạt đến bất động và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy nếu các âm thanh cảnh thinh được nhận thức bởi tai các mùi hương cảnh khí được nhận thức bởi mũi các vị nếm cảnh vị được nhận thức bởi lưỡi các sự xúc chạm cảnh xúc được nhận thức bởi thân các pháp cảnh pháp được nhận thức bởi ý dầu cho nổi bật đi vào ý giới cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn bền dững đạt đến bất động và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy bạch ngài cũng giống như hòn núi đá không có kẻ nứt, không có lỗ hổng, liền lặng một khối. Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng đông cũng không thể làm nó rung chuyển, lay động, chấn động. Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng tây. Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng bắc. Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng nam cũng không thể làm nó rung chuyển, lay động, chấn động bạch ngài tương tự như thế đối với vị tỳ khưu có tâm đã được hoàn toàn giải thoát nếu các hình dáng cảnh sắc được nhận thức bởi mắt dầu cho nổi bật đi vào nhãn giới cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn bền vững đạt đến bất động và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy nếu các âm thanh cảnh thinh được nhận thức bởi tai các mùi hương cảnh khí được nhận thức bởi mũi các vị nếm cảnh vị được nhận thức bởi lưỡi các sự xúc chạm cảnh xúc được nhận thức bởi thân các pháp cảnh pháp được nhận thức bởi ý dầu cho nổi bật đi vào ý giới cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn bền dững đạt đến bất động và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. 4. Vị giải thoát tự bỏ, tâm đạt đến tĩnh lặng. Vị giải thoát không hại và diệt tận chấp thủ. Vị đạt được ái diệt và tâm không si mê, nhận thức nguồn sanh khởi, tâm giải thoát hoàn toàn tâm tỳ khưu thanh tịnh vị hoàn toàn giải thoát không gì nữa phải làm việc cần làm không có như đá liền một khối gió không lay chuyển được cũng vậy sắc thinh vị và hết thảy hương xúc các pháp thích không thích không lay động các vị tâm bền dững giải thoát vị ấy quán sự diệt năm sau đó đức thế tôn đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu những người con trai của các gia đình danh tiếng công bố sự chứng ngộ như thế ấy kết quả đã được nói lên nhưng bản thân cơ thể còn chưa khắc phục được hơn nữa ở đây ta nghĩ rằng có một số kẻ rồ dại công bố sự chứng ngộ như là việc đùa giỡn. Những kẻ ấy sau này sẽ bị rơi vào bất hạnh. Sau đó, Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Sona rằng Này Sona, ngươi là người có dốc dáng mảnh mai. Này Sona, đối với ngươi, ta cho phép sử dụng dép Upahana loại một lớp. Bạch Ngài, con đã từ bỏ vàng được chứa đầy 80 xe hàng với bầy voi gồm 7 con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. Sẽ có những người nói về con rằng Sona Colivisa đã từ bỏ vàng được chứa đầy 80 xe hàng với bầy voi gồm 7 con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. Giờ đây, chính vị ấy lại bám víu vào những đôi dép loại một lớp nếu đức thế tôn cho phép hội chúng tỳ khưu thì con sẽ sử dụng nếu đức thế tôn không cho phép hội chúng tỳ khưu thì con cũng sẽ không sử dụng khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu ta cho phép sử dụng dép loại một lớp này các tỳ khưu không nên mang những đôi dép loại hai lớp không nên mang những đôi dép loại ba lớp không nên mang những đôi dép loại nhiều lớp vị nào mang thì phạm tội dukata tác ác 6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khu nhóm lục sư mang những đôi dép toàn màu xanh. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khu nhóm lục sư mang những đôi dép toàn màu vàng, mang những đôi dép toàn màu đỏ, mang những đôi dép toàn màu đỏ sẫm, mang những đôi dép toàn màu đen, mang những đôi dép nhuộm toàn màu nổi bật, mang những đôi dép nhuộm toàn màu sáng chói. Dần chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép toàn màu xanh, không nên mang những đôi dép toàn màu vàng, không nên mang những đôi dép toàn màu đỏ, không nên mang những đôi dép toàn màu đỏ sẫm, không nên mang những đôi dép toàn màu đen, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn màu nổi bật, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn màu sáng chói. Vị nào mang thì phạm tội dukkata, tác ác vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm luật sư mang những đôi dép có dây buộc màu xanh mang những đôi dép có dây buộc màu vàng mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ sậm mang những đôi dép có dây buộc màu đen mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu nổi bật mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu sáng chói dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu không nên mang những đôi dép có dây buộc màu xanh không nên mang những đôi dép có dây buộc màu vàng không nên mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ không nên mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ sậm không nên mang những đôi dép có dây buộc màu đen không nên mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu nổi bật. Không nên mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu sáng chói. Vị nào mang thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khu nhóm lục sư mang những đôi dép phủ gót chân, Khanlavada, mang những đôi dép trùm đến gối, Putavada, mang những đôi dép trùm đến ống chân, Paligunthima, Mang những đôi dép lót bông gòn, Tulapunika. Mang những đôi dép giống cánh của gà gô, Titirapatika. Mang những đôi dép có gắn sừng cừu, Mendavisana Vatika. Mang những đôi dép có gắn sừng dê, Atravisana Vatika. Mang những đôi dép có gắn đuôi bọ cạp, vichikalika, Mang những đôi dép có khâu lông cong morapinia parisipita mang những đôi dép đủ các loại dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu không nên mang những đôi dép phủ gót chân không nên mang những đôi dép trùm đến gối cũng không nên mang những đôi dép trùm đến ống chân không nên mang những đôi dép lót bông gòn. Không nên mang những đôi dép giống cánh của gà gô. Không nên mang những đôi dép có gắn sừng cừu. Không nên mang những đôi dép có gắn sừng dê. Không nên mang những đôi dép có gắn đuôi bọ cạp. Không nên mang những đôi dép có khâu lông công. Không nên mang những đôi dép đủ các loại. Vị nào mang thì phạm tội đúc tác ác. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư mang những đôi dép làm bằng da sư tử mang những đôi dép làm bằng da cọp mang những đôi dép làm bằng da beo mang những đôi dép làm bằng da hưu mang những đôi dép làm bằng da rái cá mang những đôi dép làm bằng da mèo mang những đôi dép làm bằng da sóc mang những đôi dép làm bằng da cú mèo dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu không nên mang những đôi dép làm bằng da sư tử không nên mang những đôi dép làm bằng da cọp không nên mang những đôi dép làm bằng da beo không nên mang những đôi dép làm bằng da hưu không nên mang những đôi dép làm bằng da rái cá không nên mang những đôi dép làm bằng da mèo, không nên mang những đôi dép làm bằng da sóc, không nên mang những đôi dép làm bằng da cú mèo. Vị nào mang thì phạm tội dukkata, tác ác. 7. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát rồi đi vào thành Rajagaha để khất thực với vị tỳ khưu nào đó làm sa môn hầu cận khi ấy vị tỳ khưu ấy đi khập khiễng theo sát phía sau đức thế tôn có nam cư sĩ nọ sau khi mang vào đôi dép loại nhiều lớp đã nhìn thấy đức thế tôn từ đàng xa đang đi lại sau khi nhìn thấy đã tháo đôi dép ra rồi đi đến gần đức thế tôn sau khi đến đã đảnh lễ đức thế tôn rồi đi đến gần vị tỳ khưu ấy sau khi đến đã đảnh lễ vị tỳ khưu ấy rồi nói điều này thưa ngài vì sao ngài đi khập khiển này đạo hữu hai bàn chân tôi bị rách thưa ngài hãy nhận lấy đôi dép này đạo hữu thôi đi những đôi dép có nhiều lớp đã bị đức thế tôn cấm đoán đức thế tôn đã nói rằng này tỳ khưu hãy thọ lãnh đôi dép ấy. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dép loại nhiều lớp đã bị bỏ đi. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại nhiều lớp còn mới. Vị nào mang thì phạm tội đúc ta, tác ác. 8 Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời không mang dép. Nghĩ rằng bậc đạo sư đi kinh hành không mang dép, nên các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép. Trong khi bậc đạo sư đi kinh hành không mang dép và trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép, các tỳ khưu nhóm lục sư lại đi kinh hành có mang dép. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: Vì sao trong khi bậc đạo sư đi kinh hành không mang dép, và trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép, các tỳ khưu nhóm lục sư lại đi kinh hành có mang dép? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu nghe nói trong khi bậc đạo sư đi kinh hành không mang dép và trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép các tỳ khưu nhóm lục sư lại đi kinh hành có mang dép có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao trong khi bậc đạo sư đi kinh hành không mang dép Và trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép Những kẻ rồ dại ấy lại đi kinh hành có mang dép Này các tỳ khưu Ngay cả những người tại gia, choàng giải trắng Thực hành nghề nghiệp để nuôi mạng Vẫn sống có sự tôn kính Có sự phục tùng Có sự quan tâm đến các vị thầy Này các tỳ khưu, ở đây hãy làm rạng rỡ việc các người đã được xuất gia trong pháp và luật, được khéo thuyết giảng như vậy. Các người nên sống có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự quan tâm đến các vị thầy dạy học, đến các vị tương đương thầy dạy học, đến các vị thầy tế độ, đến các vị tương đương thầy tế độ. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu trong khi các vị thầy dạy học các vị tương đương thầy dạy học các vị thầy tế độ, các vị tương đương thầy tế độ đang đi kinh hành không mang dép. Không nên đi kinh hành có mang dép. Vị nào mang thì phạm tội đúc ca ta, tác ác. Này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu viện không nên mang dép. Vị nào mang thì phạm tội đúc ca ta, tác ác.